Dù chỉ về thứ hai ở giải có tính điểm cá nhân là Lipgold Green Beer khi để thua Brook KFK ở loạt playoff, nhưng với 30 điểm kiếm được sau giải đấu này đã giúp golfer hai lần vô địch Major vượt qua Joachim Niemann lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cá nhân với 195,17 điểm. Người hâm mộ cần biết rằng với mỗi chiến thắng tại sự kiện Lipgold, các golfer sẽ nhận về 40 điểm trên bảng xếp hạng, người về nhì nhận được 30 điểm và hạng 3 nhận được 24 điểm. Dựa vào bảng xếp hạng hiện tại thì rõ ràng Jon Rahm là người nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành 18 triệu đô la cho người vô địch cá nhân. Nhưng khoảng cách giữa anh và Joachim Niemann chỉ là 2,29 điểm. Nếu Jon Rahm chiến thắng ở giải đấu có tính điểm cá nhân cuối cùng Lipgold Chicago thì chắc chắn ngôi vô địch sẽ thuộc về golfer người Tây Ban Nha ngay trong lần đầu tham dự. Điều đó đang hiện ra rất rõ bởi Jon Rahm chưa một lần đứng ngoài top 10 trong 11 sự kiện Lipgold ở mùa giải năm nay. Và nếu giữ được phong độ như vậy thì Joachim Niemann khó cản bước tiến của đối thủ. Thậm chí, Jon Rahm chỉ đứng ở vị trí thứ 15, còn golfer người Chile đứng ngoài top 20 thì chức vô địch vẫn thuộc về Jon Rahm. Golfer đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là Tyrrell Hatton, kém người đồng đội tới 51,68 điểm, hoàn toàn không có cơ hội giành chức vô địch cá nhân. Do khoảng cách giữa Tyrrell Hatton và các golfer phía sau là không quá lớn, nên vị trí này hoàn toàn có thể rơi vào tay của những golfer như Sergio Garcia, Luis Houghton, Cameron Smith hay Brooks Koepka. Khoảng cách mong manh giữa hai golfer dẫn đầu sẽ khiến Lipgold Chicago trở nên vô cùng gay cấn. Nếu Jon Rahm và đồng đội Tyrrell Hatton tiếp tục giữ vững phong độ, họ sẽ góp phần giúp đội tân binh Legion 13 vượt qua cú sổ GC trên bảng xếp hạng trước khi hướng tới sự kiện Lipgold đồng đội cuối năm ở Miami với mục tiêu giành chiến thắng.